Hello Nam, bữa tôi có review cái máy mà rửa máy lạnh á, với cái máy rửa xe. Thì hôm nay tôi cái thời gian mình sử dụng máy lạnh, mình thử coi là cái công dụng của cái máy rửa máy lạnh rửa xe đó thì nó có ổn không. Ok, xin mời anh em xem nha. Đây thì hôm nay mình rửa cái máy lạnh không đỡ. Rồi bây giờ thì cái này á, bữa mình muốn xài rồi mà nhưng chưa có không có làm clip, thì cái này mình mở dây nó ra, đứng dây xong đúng không. Đây nó có cái đầu sẵn rồi, thì nó là để lọc, chỗ này nó để lọc nước như nhà tắm. Còn đây là cái vòi. Cái vòi này thì nó cái đầu van thôi, nó đơn giản lắm. Để tôi dựng cái máy lên kìa. Đầu van này nó cũng đơn giản. Đầu van thì mình mở cái này ra. Mở đây ra chỉ có còn cái này thôi. Chỉ còn cái đầu ống này mình nhấn vô đây. Mình gắn vô đây. Gắn sẵn vô đây trước. Dễ lắm. Giờ mình gắn vô. Bên này gắn, bên đây xí lộn nha. Đây mình gắn bên đây nè, gắn bên cái chỗ này nè. Đây okay, rồi đây là cái đầu vào nha mọi người. Cái đó bên kia là đầu ra gắn cái đống này, đống dây nè. Đầu vào thì mình gắn cái này, mình chỉ cần bóp cái này thôi, mình kéo ngược nó vô, mình kéo ngược nó vô, kéo vô. Mình kéo ngược nó vô là xong rồi. Rồi xong đây, đây mình cắm vô dây điện. Ở đây cái đống dây này thì mình gắn cái này vô, gắn nó có hai đầu, đầu nào cũng được. Mình một cái thì mình để vô cái súng bắn, cái thì mình gắn vô đây. Gắn vô cái nãy nè, cái chỗ nãy nè. Đây mình gắn vô cái đầu nè. Đó, gắn vô. Này nó cũng đơn giản, tha hồ làm, tha hồ dễ. Gắn vô. Rồi xong cái phần này, tôi anh đưa cho ba cái súng rồi. Đó, đây là cái súng thì mình gắn vô cái chỗ cái ngàm của nó. Đó, gắn vô cái ngàm đó, siết chặt lại được rồi. Xếp bằng tay là được à. Đó, xong cái ngàm. Cái bộ nó xong là nó như vậy. Đó, nó xong là như vậy. Rồi cái súng nó như vậy. Chỉ cần mình bóp bóp này vậy là xong. Ok. Thì mình rửa thì mình sẽ chuẩn bị một số cái đồ hứng nước không ba. Rồi thì ai chưa biết vệ sinh máy lạnh thì ngâm cứu thêm. Mình rỡ lên có hai cái màng mà nãy
tôi đã gửi trước rồi đó, gửi lên đây. Mình không phải thợ như những cái này, mình làm cái này mình chủ động hơn ấy. Cái mấy cái này nó dơ hết rồi thì muốn cho nó có sạch thì nó có nhiều cách. Một là mình gỡ luôn cái này ra, hai là mình để vậy mà tôi làm biến gỡ ra mất công, hoặc mình lắp lại cực thì mình chỉ rửa sơ thôi thì nó vậy thôi đó. Nó mình chỉ gỡ ra và bắt đầu mình xịt vô đây đó. Muốn rửa cái máy lạnh ở trong nhà thì là nó sẽ bị ướt nhà, nên là mình cần phải có một cái đồ hứng đó. Cái đồ hứng này thì nhà tôi tự chế nên là bữa đặt nó lâu gửi quá, tôi tự chế nên là nó không được đẹp. Càng hết lại. Càng hết lại. Gạt sơ thôi, không càng gì. Hôm nay gắn cho nó kỹ kỹ lại xíu. Để xíu nó chảy nước, nó chảy vô cái hần này, nó đừng có tràn ra nhà nhiều. Nó cứng tràn đó nhưng điều nó ít thôi. Rồi đó, mình lắp cái vải này. Lắp cái vải xong đó, như vậy đó, lắp vô. Con đưa ba cái súng này, gắn điện vô cho ba. Con vô coi có nước chưa. Đầy nước chưa? Cỏ mà tràn luôn rồi ba. Tràn. Hết hồn. Thử súng. Giờ anh thử súng nha. Anh đó. Hả? Anh thử súng này. Thử cái súng đây. Rồi. Thì mình chỉ cần rửa thôi à, giờ này thì mình rửa cái này, mình canh chỗ nào nó dơ thì mình rửa thôi. Rửa nước con ơi, dạ. Hả nước đi. Cái nước yếu rồi. Rồi có rồi con ơi. Bây giờ mình cái quan trọng nhất là mình rửa ở trong này nè, mình rửa ở trong cái thằng trong nè, cái thằng thuốc ở trong nè, mình rửa thuốc cái thằng mà cái trục quay đó. Nó mới quan trọng. Mọi người nhìn thấy bẩn không? Đó, nước.
con tắt đi, con vô bật nước nha ba. Con chưa bật nước hả? Dạ rồi, con bật rồi. Ở nước rồi mà ta. Đang xả luôn á. Hồi nãy thì chúng ta vệ sinh ở trong cái phần cục lạnh, còn đây là cái cục nóng nè, thì mình cũng phải vệ sinh luôn. Thì đây hả? Mình kéo cái cần lên trên đây hả? Xong rồi mình cũng vệ sinh sơ nữa. Cứ để yên á, mình không cần phải tháo nó ra gì. Mình giảm bớt cái áp lực nó đi để cho nó ra nó mớp cái lá hết, giảm bớt áp lực. Lá nó lâu ngày quá nó yếu, nó cỡ này thôi. Hồi nãy là nó lớn quá, lớn là hư á, mớp mấy cái lá hết. Mình cỡ này thôi cho nó xịt cho nó thông. Cỡ này thôi, mình cứ để cỡ này thôi, xịt nó không đơn giản, đâu cần gì đâu thợ thầy. Còn thí dụ như trường hợp mình cần thợ thầy thì mình có tiền thì mình cứ làm, đâu phải là những người có máy lạnh rồi thì đâu ai là không có tiền, đúng không? Chẳng qua mình thích làm thì mình kiếm việc làm thôi, mình làm thì nó sạch sẽ hơn của mình, làm cho con cái nó biết thì nó làm lao động, chứ trăm mấy 200 ngàn thì là đáng gì đâu. Đó, đã 200 ngàn đó thì dạy cho con nó biết được làm việc này việc kia. Ok, mình có làm thì làm. Còn nước không con? Bật lên cho ba đi, sao lại tắt nước rồi? Đang xả nước rồi. Hết nước rồi nên nó đáy như đáy rách. Đó, bây giờ mình chỉ cứ xịt thôi. Đây là cái cục nóng. Khi mà mình con cứ xả nước bình thường đi, tắt chi vậy? Con đâu có tắt đâu. Con xong tắt. Chưa ok chưa? À, cái nước này mình tiếp tục chắc một hồi cho nó bên kia nó, tại vì mất công mình leo lên bên kia nữa thì nó cực, mình cứ xả ở đây luôn, dân làm biến nó, mình cứ xịt ra, xịt cho nó rớt bên kia. Chứ đáng lẽ là mình phải đứng bên kia, mình
nó cái lỗ của nó nhiều hơn. Và những cái nhu cầu thì cái nhu cầu của bên đây nó mình cần phải rửa sạch hơn bên kia. Cái nhu cầu thực sự là bên đây cần hơn. Nhưng mà nếu mà rửa sạch thì rửa từ bên kia chứ không phải từ bên đây. Mình cứ rửa thôi. Rất là đơn giản. Để sạch sẽ. Ai kỹ thì cho mình cứ gà qua gà lại, gà qua gà lại, gà qua gà lại vậy nè. Đó. Cứ gà qua gà lại là nó sạch hơn. Gà qua gà lại. Cái máy này nó mạnh lắm. Rồi, đó, chạy lên xong cái cục nóng.